Hôm qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Yên tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn huyện Văn Yên đã vận động và phối hợp vận động hơn 100 suất quà và tiền mặt tổng trị giá hơn 100 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các đối tượng nghèo, nạn nhân da cam, thăm tặng 13.179 suất cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, rủi ro, bất hạnh trong cuộc sống với tổng số tiền 8 tỷ 950 triệu đồng, hơn 20 tấn gạo cho 372 hộ vào dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó, hội đã tham mưu cho huyện thành lập đội xe tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với gần 400 thành viên tham gia, thực hiện 287 chuyến xe đón đưa 1.015 công dân hoàn thành cách ly về địa phương, vận chuyển trên 25.000 mẫu xét nghiệm COVID-19, tương ứng với 40.000 km, trị giá gần 400 triệu đồng. Cùng với đó, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Yên đã phối hợp với ngành y tế và các ngành thành viên vận động tuyên truyền hiến máu tình nguyện. 5 năm qua, có trên 1.300 lượt người tham gia hiến 1.310 đơn vị máu. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Yên đã đề ra 9 mục tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu kết nạp mới 1.500 hội viên, 100% cơ sở hội có quỹ nhân đạo, duy trì hoạt động của đội xung kích tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ các cấp, làm nòng cốt trong các hoạt động từ thiện của địa phương, phấn đấu hàng năm tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn từ 70 gia đình trở lên, vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, 100% chi hội nhận giúp đỡ một địa chỉ nhân đạo trở lên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Yên khóa 6. Cũng nhân dịp này, 19 tập thể và 19 cá nhân đã được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên khen thưởng.